Suzuki XL7 sắp được lắp ráp trong nước. Người đứng đầu Suzuki Việt Nam hé lộ về tương lai mở dây chuyền lắp ráp ô tô trong nước. Suzuki XL7 đang được đón nhận có khả năng cao là mẫu xe đầu tiên được lựa chọn. Tin ô tô cho biết, Suzuki Việt Nam mới đây đã có cuộc trao đổi với truyền thông về vấn đề thiếu linh kiện ô tô, cũng như cân nhắc về việc sẽ mở dây chuyền lắp ráp ô tô trong nước. Được biết, hiện tại các mẫu xe du lịch của Suzuki ở thị trường nước ta hầu hết đều được nhập khẩu. Lãnh đạo Suzuki Việt Nam nhận định Việt Nam là thị trường quan trọng của hãng. Đây là lý do chính dẫn đến việc liên tiếp ra mắt các mẫu xe ô tô mới trong thời gian qua. Điển hình như dòng Suzuki XL7, cái tên đang đóng góp phần lớn doanh số của Suzuki ở mảng xe du lịch. Ngoài ra, Suzuki Việt Nam còn giới thiệu phiên bản mới của Ertiga hồi đầu năm 2020. Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam, ông Toshiyuki Takahara cho biết, cần có một khoản đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất nếu muốn lắp ráp xe du lịch tại thị trường ô tô Việt Nam. Mặt khác, khi lắp ráp nhưng lại phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, cũng không đạt hiệu quả do chi phí tăng thêm, giá xe cũng tăng. Sản xuất trong nước chỉ khả thi khi nguồn linh kiện trong nước đảm bảo cung ứng. Do đó, nhập khẩu xe nguyên chiếc chính là lựa chọn của Suzuki Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông Toshiyuki Takahara nhấn mạnh, hãng vẫn đang cân nhắc và lên kế hoạch lắp ráp xe ô tô ở nước ta, nhưng sản lượng mục tiêu cụ thể không được tiết lộ. Đây là bí mật kinh doanh nên không thể nêu số lượng bao nhiêu, nhưng việc cân nhắc lắp ráp ô tô ở Việt Nam hoàn toàn là sự thật, Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam cho biết. Nếu như quyết định trên thành sự thật, Suzuki XL7 sẽ là mẫu xe đầu tiên được chọn chuyển sang lắp ráp trong nước. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi XL7 2020 đang nhận được sự đón nhận rất lớn từ người tiêu dùng, mang lại doanh số cao cho Suzuki Việt Nam. Được biết, doanh số tháng 9 năm 2020 vừa qua của mẫu xe này là 654 xe, cộng dồn kể từ khi ra mắt hồi cuối tháng 4 năm 2020, đến nay là 1.867 xe. Sức hút của Suzuki XL7 2020 đến từ giá xe hấp dẫn, chỉ dao động từ 589 đến 599 triệu đồng cho hai phiên bản. Hơn nữa, mẫu xe này còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi, đủ cho một chiếc xe gia đình 7 chỗ. Một số trang bị trên XL7 có thể kể đến như đèn pha LED, đèn chạy ban ngày, mâm xe hợp kim 5 chấu kép 16 inch, màn hình cảm ứng 10 inch, điều hòa chỉnh cơ phía sau, tự động phía trước, gương chiếu hậu trong chỉnh tay hai chế độ ngày đêm, ổ cắm phụ kiện ở mỗi hàng ghế, khởi động bằng nút bấm. Trong khi đó, động cơ của Suzuki XL7 là loại 1.5 lít 4 xi lạnh kết hợp hộp số tự động 4 cấp, giúp sinh công suất 105 mã lực và 138 Nm mô-men xoắn. Ngoài Suzuki XL7, Ertiga và Swift cũng có khả năng chuyển sang lắp ráp khi có dây chuyền trong nước. Đây là hai mẫu xe bán chạy khác của thương hiệu Nhật ở Việt Nam.